Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tpshop.vn. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn bài review chi tiết đôi giày cầu lông Mizuno Waycloth 2. Đây là mẫu giày nâng cấp của mẫu Claw năm ngoái. Nó có khá là nhiều các cải tiến đáng giá như là Mizuno Energy và đế giày hoàn toàn mới. Nhưng nâng cấp này có thực sự cải thiện được trải nghiệm của người chơi cầu như chúng ta mong đợi hay không? Thì hãy cùng mình review chi tiết cái đôi giày này nhé. Trước hết thì chúng ta cùng xem về phần thiết kế của Claw 2. Như các bạn có thể thấy ở đây thì bản mình được trải nghiệm chính là bản Claw 2 Special Edition. Màu sắc nó phải rất là tươi, vẫn sử dụng màu xanh đặc trưng của Mizuno. Nhưng mà so với mẫu Claw năm ngoái thì màu xanh năm nay nó có vẻ là tươi và bắt mắt hơn rất là nhiều. Claw 2 năm nay cũng sử dụng ngôn ngữ thiết kế có vẻ mềm mại hơn và khác hoàn toàn thì form dáng khỏe khoắn của mẫu giày Claw trước. Nhưng phải nói là nó rất bắt mắt, vào sân thì với ánh đèn của sân cầu nữa thì nó đẹp hết sảy. Đó là điều mà nhiều anh em đã nói với mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem trải nghiệm thực tế của đôi giày này nhé. Cảm giác khi xỏ vào nó thì vẫn là cảm giác xỏ một đôi Mizuno. Độ ôm chân thì rất là tốt. Cái cảm giác phần mu bàn chân nó ôm chắc nịch, không lẫn đi đâu được. Đôi Claw 2 Special này nó là form wide, tuy nhiên thì phần mu bàn chân vẫn cực kỳ ôm. Nếu anh em nào mu bàn chân dày thì nên cân nhắc kỹ. Một điểm là mình chưa lắm là cái phần lưỡi gà. Phần lưỡi gà thì năm nay Mizuno làm rất là dày. Nó có dày hơn mẫu năm ngoái khá là nhiều, nên khi xỏ vào nó hơi phồng lên chỗ mu bàn chân. Về phần di chuyển thì các mẫu Mizuno với đặc điểm nổi bật ở khả năng form chắc chắn và ôm chân thì không có gì phải chê. Và mẫu Claw 2 này cũng vậy, giày với chân của bạn sẽ luôn là một thể thống nhất. Bạn sẽ không cảm nhận được sự có mặt của đôi giày mà chỉ tập trung vào các tình huống cầu trên sân. Cái phần đế giày mới này cũng là một cải tiến đáng giá. Giày bám sân rất tốt, ngay cả khi bạn vẫn phải một chút mồ hôi đổ xuống sàn thì cũng không có cảm giác là bị trơn trượt. Mình có cảm giác đế này trong những tình huống xoay người, xoay sở, đuổi đột ngột rất ổn định, nhất là trong đánh đơn. Những pha cầu ở thế bị động thì di chuyển đuổi theo cầu, mình vẫn đứng vững và chuẩn bị cho các pha cầu tiếp theo được rất là nhanh. Tuy nhiên thì phần lưỡi gà nó là một điểm trừ. Sau một vài pha cầu di chuyển tốc độ cao thì mình bị tình trạng lưỡi gà xô sang một bên. Các bạn, có bạn nào đang đi đôi giày này và bị tình trạng như mình hay không? Hãy cho mình biết ý kiến ở phần bình luận nhé. Một tính năng mà anh em rất là quan tâm đó là khả năng bật nhảy. Thì Mizuno Claw 2 đã được trang bị công nghệ mới đó là Mizuno Energy. Nó là một ứng dụng để tăng khả năng bật nhảy và hấp thụ lực khi chúng ta tiếp đất. Nó sẽ bao gồm hai miếng, một miếng ở phần nửa trên giày và một miếng ở phần gót chân. Cảm nhận cá nhân của mình là nó có độ êm cải thiện so với bản Claw năm ngoái, nhưng nếu so sánh với các hãng khác mà cụ thể là đôi giày Yonex mới ra thời gian gần đây thì mình cảm nhận độ êm vẫn chưa thể bằng được Yonex. Cái lót giày của Mizuno như thường lệ thì vẫn rất là mỏng. Giá như nó được trang bị đôi lót Mizuno Wayfarm Pro thì mình nghĩ độ êm sẽ được cải thiện đáng kể. Một lời khuyên chân thành của mình cho anh em muốn, nếu muốn đôi giày này thực sự êm thì nên thay một bộ lót khác vào. Mình thấy có nhiều anh em hay tận dụng lót cũ của những đôi giày khác và lắp luôn vào đôi giày đang đi. Điều này là không nên, không tốt, bởi sử dụng hai lót thì nó sẽ khiến form giày của anh em bị bay đi. Mà cái form giày mới là rất là quan trọng. Giày mất form sẽ khiến anh em di chuyển không được chắc chân và tăng nguy cơ lật cổ chân. Tiếp theo là đến khả năng thoát khí. Thì Mizuno Claw 2 được trang bị hệ thống khí Mizuno Intercool. Không có gì phải chê ở khả năng thoát khí của đôi giày Claw 2 này cả. Bạn sẽ không hề bị cảm giác nóng hay là bí chân suốt cả buổi đánh cầu. Tổng kết lại thì Mizuno Waycloth 2 là một trong những đôi giày đẹp, vào sân thì rất là nổi bật, dành cho cả nam và nữ. Những nâng cấp của hãng thì có cải thiện khả năng bật nhảy và di chuyển, tuy nhiên thì nó vẫn thiếu một chút để trở thành một đôi giày tuyệt vời. Ngoài đôi Claw 2 Special
edition mà mình sử dụng này thì Claw 2 còn có phiên bản khác là Claw 2 Fit dành cho anh em có form chân thon, form chân nhỏ hay các chị em phụ nữ, và một đôi Claw 2 bản wide dành cho các anh em chân bè. Anh em nhớ chọn đúng form dày hợp với chân mình để có trải nghiệm tốt nhất nhé. Bài review xin kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy hay, đừng quên cho mình một like, một share. Nếu lần đầu vào kênh của mình thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm vào chiếc chuông thông báo và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào ở bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video review tiếp theo.